Xin chào tất cả các bạn đã đến với phần mềm quản lý nhà trọ Easyhouse. Và hôm nay thì tôi sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn về cách thức hoạt động cũng như là cách để mình làm việc trên phần mềm như thế nào sao cho hiệu quả. Như các bạn đã thấy trên màn hình thì đây là một cái sơ đồ tôi thiết kế. Nhìn nhìn vào sơ đồ này thì chúng ta có thể hình dung được những cái mà chúng ta làm việc. Như các bạn thấy, những cái mục xung quanh màu xanh, mình không nói đến những cái mục ở trong này như thế này, mục xung quanh màu xanh như là loại phòng, phòng dịch vụ, khách thuê. Những cái mục này thì nó chính là phần danh mục. Danh mục thì chúng ta quản lý một lần rồi chúng ta xài xuyên suốt trong những quá trình về sau. Tôi ví dụ như là mô hình phòng của mình thì có 5 phòng, thì về sau thì chúng ta chỉ làm việc trên 5 phòng đó thôi. Thì đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái danh sách 5 phòng để mình quản lý sau này. Thì danh mục cái phòng đó thì ta gọi là danh phần danh mục. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chạy danh mục, làm chúng ta sẽ tạo danh mục. Tôi sẽ mở phần mềm lên nhé. Thì các bạn cài đặt xong thì chúng ta sẽ có một cái icon EasyHouse như thế này, thì chúng ta double click vào. Thì trong những bài hướng dẫn, các bạn có thể xem thêm những cái bài viết hướng dẫn hoặc những cái video hướng dẫn tại trang web quản lý nhà trọ.com. Thì các bạn qua một hướng dẫn ở đây thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái phần hướng dẫn của phần mềm. Đấy, như các bạn thấy là đầu tiên thì chạy phần mềm á, thường một phần mềm sẽ hiện lên một cái bàn quản lý. Thì chức năng của bàn quản lý này là cho mình tiện dụng thôi, thật sự nó là cái tổng hợp của những cái phần chi tiết trên đây, những một con trên đây thì mình sẽ quản lý tổng hợp hết ở đây, giống như có cái danh sách phòng thì bạn cũng có thể thuê phòng hoặc đặt phòng hoặc chuyển phòng trả phòng gì đó, thì mình có thể hoàn toàn thao tác ở đây. Sở dĩ những cái mục này nó ẩn là tại vì mình phải đi theo một cái quy trình, giống như là khi bạn thuê phòng bạn có một cái hợp đồng rồi bạn mới tiếp tục làm những việc như là lập hóa đơn, thu tiền phòng. Thì những phần này tôi sẽ nói ở phần sau, và trong video này thì tôi sẽ chỉ nói sơ qua để các bạn hình dung ra. Rồi, bây giờ tạm thời tôi sẽ đóng nó lại và tôi sẽ tạo một cái danh mục mới. Như các bạn thấy, qua bên danh sách phòng của chúng ta hiện tại đã nằm phòng, và tôi sẽ tiến hành tạo thêm vài phòng trọ nữa. Như các bạn thấy trong cái sơ đồ này, chúng ta có một cái phần gọi là giá phòng, ba cái mục màu vàng ở đây. Giá phòng sẽ đi với loại phòng, giá phòng đi với phòng, và cuối cùng là giá phòng trong hợp đồng. Những cái này nó có liên quan như thế nào với nhau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau đây. Như đầu tiên thì chúng ta tạo một cái loại phòng. Sở dĩ chúng ta có loại phòng là để cho nó tiện lợi thôi. Giống như các bạn có 100 phòng, 200 phòng, việc chúng ta cứ tạo một phòng rồi phải nhập số tiền vào rất là cực, trong khi những cái phòng nó đều giống nhau. Mình nhóm nó lại, mình để một cái giá một ở đây, như số tiền đặt cọc hoặc là giá phòng gì đó mình để ở đây. Khi mà mình tạo phòng á, mình có sẽ có cái mục chọn loại phòng ở đây. Khi mình chọn xong thì nó sẽ tự động nó nhảy giá. Thì đó là cái phần liên quan cho nó tiện lợi thôi, chứ thật sự là cái giá bên đây thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến việc tính toán cả, chỉ phần tiện lợi cho mình quản lý thôi. Đây, tôi sẽ tạo một cái loại phòng mới, như là phòng có gác đi ha, loại có gác. Rồi, giá của nó là 1 triệu 2, xin lỗi, 1 triệu 2 năm chục ba. Số tiền đặt cọc tôi quy định là tiền đặt cọc sẽ là 2 tháng, tức là 2,5 triệu, phải không ta? Hai, à đúng rồi, 2,5 triệu. Rồi sau đó tôi lưu xuống, các bạn nhấn nút lưu này, hoặc là các bạn để mình xài quen á thì các bạn sẽ thấy có cái phím tắt,
cường độ nát ở đây thì tôi đã ghi lên đây rồi, các bạn thấy cái bạn bấm cường độ nát thì nó nhanh hơn, còn không thì mình cứ rây chuột ở đây mình nhấn lưu thì mình thấy sẽ có một cái thông báo bên đây là xác nhận mình đã lưu thành công. Nhưng các bạn tắt này, mở lại này, các bạn thấy nó vẫn còn đúng không? Tức là giờ quá trình lưu của bạn đã thành công rồi. Dạ, nếu sau đây tôi quay trở lại loại phòng, à xin lỗi phòng, nhưng các bạn thấy nó không có cái loại phòng tôi vừa tạo. Là lý do nãy tôi mở cái danh sách phòng trước thì sau đó tôi tạo cái loại phòng thì cái phần này nó chưa có cập nhật được, thì các bạn nhấn nạp lại hoặc là các bạn có thể nhấn F5 ở đây thì các bạn thấy là có một cái loại phòng mới có gác ở đây. Ở trường hợp này thì nó chỉ xảy ra khi mà bạn mở cái danh sách phòng thì trước có loại phòng thôi, thì nó chưa nạp lại thì mình cần nhấn nạp lại đấy. Giờ tôi sẽ tiến hành tạo một cái phòng mới, nó cũng tương tự như loại phòng, em gọi ví dụ như là phòng 301 thì tôi sẽ chọn loại phòng đây là phòng có gác. Nhưng bạn thấy khi tôi nhấn tab qua hoặc là click click ra ngoài này thì nó sẽ tự động nhảy giá, và giá này chính là giá của loại phòng mình đã quy định. Thì đây là chức năng của loại phòng. Còn số lượng người tôi quy định là 5 người, bạn gõ vào đây 5 người đấy, nhấn tab tiếp đấy. Mà có cái mô tả gì đó, ví dụ như là phòng này là có sân sâu hay là sao đó thì các bạn có thể gõ vào đây, tôi lưu lại những Ctrl S nha, lưu lại. Đây tôi đã được một cái phòng thứ 6, phòng 301, tương tự tôi tạo tiếp phòng 302 cũng là có gác luôn, 5 người. Rồi ở đây tôi mô tả tôi để trống, tôi nhấn Ctrl S. Đó là cách để mình tạo ra một cái phần trên một phòng để loại phòng. Tiếp theo tôi sẽ thêm một số cái dịch vụ. Như ở đây tôi có sẵn một cái dịch vụ điện nước internet, mặc định điện nước internet, vệ sinh giữ xe. Bây giờ tôi sẽ tạo thêm một số cái danh mục dịch vụ khác như là tiền gì nhỉ? Đây nhiều quá rồi, giờ chắc nó cũng đầy đủ rồi. Giờ ví dụ tôi đặt lại là A, B, C gì đó nha. Nó cũng ví dụ nó là một dịch vụ thì chúng ta có hai loại. Như là giờ điện nước, chúng ta sẽ có số điện, số nước. Tức là chúng ta sẽ có theo dõi chỉ số ở đây. Thì các bạn click vào chữ check này. Còn không thì nó chỉ là dịch vụ điện bình thường, mình chỉ quản lý dựa trên số dựa, số lượng thôi, chứ không phải là số mới trừ số cũ á, thì mình không có check vào đây. Mình chỉ ghi đơn vị của nó như là ABC gì đó. Để các bạn gõ vào cái số tiền đơn giá của nó. Ví dụ đơn giá của nó là tôi gõ vào đây 10.000. Nhấn Ctrl Net. Thì nó cũng tương tự như là các phần bạn tạo cái danh mục loại phòng, phòng trọ vậy. Thì tiếp theo tôi sẽ tạo danh mục khách thuê. Tất nhiên khách thuê ở đây thì nếu mà phòng trọ bạn đã đi vào hoạt động rồi thì bạn sẽ qua bên đây bạn tạo. Còn nếu mà trong lúc mà có khách thuê mới vào thuê phòng á như thì mình sẽ làm như thế này. Bạn quản lý ha, bạn chọn thuê phòng thì nó sẽ có một cái nút thêm ở đây. Thêm thì thực sự là thêm nhanh thôi, thêm thông tin khách thuê nhanh. Nhưng mà thấy ở đây thì mình cũng điền một số cái thông tin này, cái mã này nó tự nhảy sẵn, tôi thiết kế cho các bạn tiện lợi để mình quản lý. Mà như quản lý nhập thông tin như tên này, chứng minh nhân dân, ngày cấp này nọ. Như các bạn để ý là nếu mà trong phòng của chúng ta mà có cái phần mà chất đỏ ở đây, chúng ta lưu xuống sẽ không được, nó không cho lưu. Phần đỏ ở đây cho bạn hiện ra là những phần là những phần bắt buộc mình phải nhập vào, cho nên các bạn để ý. Và hiện tại trong phần này thì tôi chỉ tạo danh mục thôi, tôi sẽ không tạo ở đây. Thì tôi sẽ đóng nó lại, tôi trở về danh mục khách thuê. Như trường hợp tôi đặt ví dụ là
Trong phòng trọ tôi đã có một số khách thuê họ đang ở rồi, giờ tôi muốn thêm vào phần mềm thì tôi qua đây tôi chọn thêm mới. Nhưng các bạn thấy cái khung này nó sẽ giống như cái nút bên kia, giống như cái cửa sổ bên kia, mình có họ tên. Nhưng mà dần bây giờ tôi đặt tên bạn gõ tiếng Việt bình thường nhé. Rồi chứ mình sẽ nhập nhân dân vào. Số nhân dân thì bạn có thể dính lại hoặc là chiết cắt ra cho mình dễ nhìn. Những cái dữ liệu này á, nó sẽ liên quan tới phần in tạm trú, nó sẽ lấy những cái thông tin trên đây và nó in ra cái phiếu tạm trú cho mình. Các bạn nhập, bắt đầu mình chọn ngày. Chọn ngày thì bạn click vào đây nha. Có cái nút giống như tháng nè, năm nè. Click về xuống. Tới lui đây. Hoặc bạn có thể tới lui đây thứ sáu, thứ bảy, tháng năm gì đó, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy gì đó. Còn nếu mà ngày gần thì mình chọn ở đây dễ. Còn nếu ngày mà nó xa về trước quá thì mình gõ trực tiếp vào. Ví dụ tôi gõ ngày 20 dương xịt, tháng tháng 3 dương xịt, năm 1989 chẳng hạn. Đây là ngày ai không, ngày cấp là 2005 đi. Ngày đây ngày sinh là 16 tháng 3 năm 1990 đi. Đấy, giới tính là nam. Nếu mà có hình á, nếu các bạn có hình thẻ thì các bạn có thể chèn vào đây, như click chọn nè, chọn hình ảnh, click chuột phải ngay ngay trong cái ô trống này nè, mình chọn hình ảnh thì mình dẫn tới một cái hình ảnh nào đó. Thì hiện tại thì mình không có, chưa có cái một hình ảnh mẫu, mình sẽ chọn lại một cái hình nào đó. Khi mình thấy hình nó chèn vào đây, mình nhập số điện thoại là 0987 gì đó, 3332 đây. Địa chỉ tôi ví dụ đây, ở phòng đây thì mình chưa trống, tại vì mình chưa biết khi mình thêm mới thì có thể khách này mình sẽ chọn ở một cái vị trí phòng nào đó. Ví dụ khách này đang ở phòng 2, mình sẽ chọn phòng 2. Đây phòng 201 hay đó. Còn nếu không tôi tạo một cái khách mà tôi để không như vậy. Còn dấu check này sẽ cho bạn biết rằng để mình quản lý cái mà khách này đã đăng ký tạm trú hay chưa, thì mình chưa thì mình bỏ check. Còn nếu mà đã đăng ký rồi thì mình check vào đây. Như trường hợp tôi chọn chưa nhé, tôi lưu xuống đấy. Như các bạn thấy là mình vừa tạo xong một cái trên một khách hàng, tôi mở nó lên thì những dữ liệu như cũ. Ví dụ nhờ phần in một cái phiếu tạm trú thì tôi là chọn và tôi click in ở đây, in in tạm trú đây và đây đây. Đây là mẫu tạm trú mà bên tôi đã thiết kế sẵn. Như các bạn thấy, nó lấy từ những cái thông tin của khách thuê thì nó đưa đưa vào đây. Thì các bạn có thể hoàn toàn chỉnh sửa cái mẫu này lại theo ý của các bạn. Và các bạn có thể liên hệ tôi để tôi chỉnh sửa. Rồi, video này tôi sẽ dừng lại ở đây. Như các bạn thấy là cách tạo một cái phần danh mục bước đầu để mình quản lý phần mềm thật đơn giản, thế không nào? Thì phần sau thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp những phần còn lại theo cái sơ đồ quản lý nhà trọ này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.